Mày. Chết rồi. Chết rồi. Quỳnh à. Ừ. Cái này chứ, đây nó là cái hố gì nhỉ? Nó là con chuột quái. Ôi, xấu lắm. Không thấy đặc tính gì nữa rồi. Ê, không biết có con gì dưới này mà nó lớn mặn thế nhỉ? Mò thử nhá. Em mò thử xem nào. Mò ấy đập. Em mò thì có gì để anh hỗ trợ cho. Mày thi nhá. Thử đi nha. Ừ. Con gì vậy? Con gì vậy? Con gì đây? Sao nó gớm như vậy nhỉ? Ừ. Bình quá. Ừ. Về mọi người đi. Chụp lại những người đi. Chụp về mọi người đi. Còn này hớm lắm, có ba bạn nguồn đấy. Cố bỏ chứ. Hả? Cố bỏ chứ. Cố bỏ chứ. Nào đây anh bám. Anh bám mày. Có gì nôi mà hết nó nôi mày xuống, anh nôi mình lên. Cái đầu có gì đấy? Cái đầu có gì nó to như người mày kia. Ôi ôi. Kinh vậy. Ôi đầu có gì vậy? Cái đầu nó tròn lắm. Kinh chưa? Kinh chưa? Ôi nó vật kìa. Nó thở đấy. Ừ. Hay nó vật đẻ? Không biết. Quái vật. Quái vật gì kinh chứ nhỉ?
đúng cái đầu nó. Ui ui ui. Ui ui ui. Nó cắn, nó cắn. Ui ui ui. Cái kìa. Nó ngậm tay luôn này. Sợ quá. Có gì đâu, ra chỗ nào. Đâu đâu, ra chỗ nào. Đây này. Cái này này. Nhìn thấy chưa? Đúng. 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 Kinh khủng lắm à. Nãy là chỗ này này, 100% luôn. Thật không? Kìa. Ui. Ui. Chỗ nó này hiện lên đây này. Đâu đâu? Đây đâu? Có rắn gì đây? Rắn gì? Cái gì đây? Còn cái rắn này. Ui ôi. Cái gì? Ui ôi, đây rồi. Ui trời, nó mới bật lên đúng không ạ? Ui cha mẹ, ai trông đây? Ừ, kinh thế nhỉ? Ui, khủng khiếp không? Vậy nãy nó cứ nằm đây à? Ừ. Ui, cái đồ. Đầu nãy nó không nổi lên vậy đâu. Ui, vậy nó ăn con gì dưới hết rồi? Nó ăn con gì dưới? Đây ui, trời hết tăm lên mà. Vậy nó ăn con gì rồi? Đó, bình chưa. Ui, công ơi, cái móc kèo nó lên chỗ nào? Kèo lên chỗ nào? Lấy cái cuốc này móc. Cuốc này cái móc. Móc cái móc, em ấy móc cái chỗ nào? Móc được không? Đấy. Wow. Ui ôi, to thế. Ui trời ơi. Ui ui. Mấy vật. Ui to chưa này. Này. Ui khổng lồ, khổng lồ. Khổng lồ. Mấy vật trong khổng lồ. Này. Đấy, kinh chưa? Ui hóa ra mày à. Này. Ui vàng ươm. Ui. Ui xem kìa. Ui. Thấy chưa? À nó chuẩn, nó chuẩn. Ui mọi người này. Đã no rồi. Đây này, cái bụng nó căng khều này. Thấy chưa? Thấy chưa? Ui nó ăn con gì đâu bỏ ra nè. Ui vậy nó ăn con gì thôi. Ui cha mẹ, ai trông này. Ăn con gì đây? Khổng lồ luôn mọi người nhá. Kinh khủng không? Ui. 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 Nằm bẹt cái hố này vậy, nó vẩn nó ăn uống mà công không biết. Không kéo nó đây. Cái đầu không ạ? Kéo nó ở đây chứ nào. Kéo nó. Ừ. Cầm cái đuôi đây. Cốc này. Đây này, thấy chưa? Ui ôi. Ui ôi. Dài lắm. Kinh không? Ui dồi ôi, nó to. Ui. Ui. Ui đây này. Ui to lắm mọi người ạ. Đang săn mồi rồi. Nó cứ nằm dưới nước quá. Cứ nằm dưới nước vần nước tinh tinh lắm. Đây mọi người này. Nhà mình thấy coi thế nữa. Trang phi thon này nó. Phi thần này nó. Ngục này. Ui dồi ôi, nó to. Kinh quá đi. Ui dồi kinh. Ui, nó ăn no rồi đúng không ạ? Nó không đi được, nó ăn no rồi. Nặng bụng rồi. Đấy như. Con này nó ăn no. Khủng khiếp chưa? Khủng khiếp quá. Khủng khiếp. Ôi trời ơi, ôi dữ thế. Sợi luôn hả? Nó no rồi, nó không chuẩn thôi. Dữ lắm. Kinh nhỉ? Ui dồi ôi, kinh không? Ui chà mẹ ai trông, to nó dài dặn thế. Ui. Thấy không? Quá kinh khủng luôn ý. Đấy. Ui, to. Con này phải mấy chục cân. Ấy, ui, xuống bóng này. À, đây, ừ. À, đây này. Đây, xuống bóng lại đây. Xuống bóng luôn đúng không ạ? Này, quay đủ các góc cạnh cho anh em thoải mái này. Đây, đang sủi đây. Khủng khiếp chưa? Kinh khủng luôn. Sợ nhây. Ui. Đấy, mọi người thấy nó vàng óng vậy cơ mà. Khủng khiếp. Kinh thật. Bắt đấy nhỉ? Hả? Bắt không? Bắt chết gì? Biết tí này. Con này nấu cao không được đâu. Anh cứ để nó to đã nhỉ. Thế mọi người ấy. Thì anh em mình coi thế là giật mình thấy nó phi thế này đúng không? Ừ. Kinh thật. Nhưng mà cái loại này thì bắt cái gì? Đang đi thấy nó cứ vần nước lên đấy là đến cái không lúc ấy nó đang ăn con mồi dưới nó không nổi lên cơ. Thế thì thôi chứ giờ biết làm sao được. Thôi, cạ đi. Đi. Mọi người thì cái loại này nó còn bé nha mọi người nhá. Loại này nó chưa nấu cao được mọi người. Nó chưa đủ tuổi nấu cao nên anh em sẽ không bắt nhá. Mà anh em sẽ quyết định để im cho nó sống và tự nhiên khi nào nó to thì anh em sẽ bắt. Thì bây giờ anh em kết thúc video đây thì mọi người xem video của anh em cảm yêu mến anh em mình cho anh em một like, một chia sẻ. Một đăng ký kênh nhá. Đâu,